Tập 1. Tương truyền rằng thần giới, ma giới, trần giới, tam giới vốn không tương thông. Trong thời đại hồng hoang, khi mặt đất mất đi sự cân bằng, một cơn đại hồng thủy xuất hiện, nước lũ tràn lan khắp nơi, đã phá vỡ thiên duy môn, làm cho tam giới tương thông. Cơn hồng thủy tràn xuống trần gian thành lũ lớn, các thế lực yêu ma theo dòng nước ác tràn vào, nhanh chóng chiếm lĩnh nhân gian và trở thành kẻ thống trị nơi mặt đất. Các vị thần linh trong thần giới không thể để yêu ma nhiễu nhương trần gian, ức hiếp dân lành. Thần Thái Dương, Viêm Đế và các vị thần linh đã hạ giới, lập một thần điện Thái Dương trên núi Bất Châu Tiên Sơn. Họ khống chế cơn đại hồng thủy và bắt đầu một cuộc chiến ngàn năm của thần giới và ma giới, nhằm đánh đuổi bọn yêu ma, khôi phục lại thiên duy môn. Chiến thần Hình Thiên, phục ma thần Nghi Hòa nghe lệnh. Phong lôi thủy hỏa, bốn vị đại thần đã bày bố thiên la địa võng, vây hãm 10 vạn yêu binh. Hai người hãy mau đi tiêu diệt bọn chúng, không cho chúng chạy thoát. Có Hình Thiên ở đây, Thái Dương thần xin hãy yên tâm, tà khí của yêu binh đã bị hủy diệt dưới cây phủ của thần. Khá khen cho phục ma thần, khá khen cho phục ma thần, khá khen cho một chiến thần oai phong lẫm liệt. Bọn yêu binh của ma giới đã bị thiên la địa võng của bốn vị đại thần vây hãm. Lũ tà ma này có thể bị hủy diệt tận gốc hay không? Phải nhờ vào phục ma thần chú của phục ma thần. Lũ tà ma kia làm sao có thể là đối thủ của thần giới ta? Phục ma thần, ngươi không nên xem thường lũ tà ma đó. Tinh lực nơi đen tối của thập đại tà ma không thể mạnh bằng linh lực của Thái Dương thần giới chúng ta. Không ngờ ma lực của lượng ma thú lại có thể cầm cự được với tinh thần hoa phụ. Nguy to! Địa ma thú, lượng ma thú đều chạy thoát rồi. Chiến thần Hình Thiên, tinh thần khoa phụ nghe lệnh. Có Hình Thiên, tinh thần khoa phụ nghe lệnh. Hai người mau đuổi theo bắt địa ma thú và lượng ma thú, không cho chúng làm hại đến trần gian. Đợi ta giải quyết lũ tiểu yêu ma này xong sẽ gặp lại hai người. Tuân lệnh. Phục ma thần Nghi Hòa nghe lệnh. Hãy giữ chặt phục ma tàn của ngươi, không thể để cho bọn yêu ma chạy thoát. Lần hạ giới diệt tà này, phục ma thần công lao to lớn. Nếu không có phục ma tản của ngươi, chúng ta khó có thể dễ dàng đánh bại lũ yêu ma này. Thần đài này là do Nhật Quang Thần Kính của ta tạo ra. Chỉ cần thần trụ của Nhật Quang Thần Kính vững chắc thì bọn yêu ma đó không thể thoát thân. Sao? Phải để Nhật Quang Thần Kính lại nhân gian nữa?
Đúng vậy. Nhật quang thần kính là đại diện cho thần giới chúng ta, là lời giải cho bí mật của vũ trụ. Làm sao có thể để lại cho bọn người ngu muội dưới trần gian? Nếu để nó lại cho chúng ta sẽ tìm ra bí mật của vũ trụ và sau này sẽ tranh chấp với thần giới ta. Vậy là đúng với ý của ta. Bí mật của thiên địa vũ trụ không phải chỉ thần giới chúng ta mới có quyền nắm giữ. Con người có quyền nắm bắt và làm chủ vận mệnh của họ. Phục ma thần thấy ta nói có đúng không? Ngài là viêm đế thống trị thần giới. Ngài đã nói vậy tất đúng. Phục ma thần, người không cần phải miễn cưỡng. Sau này các người sẽ hiểu sự tồn tại của thần đài có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Thần đài này là do linh khí của ta và các vị thần khắp bốn phương trấn thủ. Khi nào tiêu diệt được hết yêu ma, chúng ta sẽ đóng chặt thiên duy môn, tam giới tách biệt. Loài người sẽ phải tự tìm ra con đường của mình. Dưới sự chỉ dẫn của Nhật Quang Thần Kính sẽ sinh sôi nảy nở, đời đời phồn vinh. Viêm đế tử bi. Các vị thần linh không từ gian khổ, tiêu diệt hết tất cả các ác ma tàn bạo. Trong cuộc đại chiến diệt tà, các vị thần linh cũng giành được sự tôn kính của trần gian. Con người dưới trần gian đã lập nên các thần miếu do các pháp sư làm tư tế để thờ cúng thần linh, bày tỏ lòng biết ơn của mình. Từ đó, thần và người đã thiết lập một thánh ước, có thể thấy trước được nhân gian sẽ lại yên bình. Nhưng cũng từ đó, một trận hỗn chiến lại diễn ra chính giữa nội bộ thần giới. Phục ma thần, trận chiến này ngài thật uy phong lẫm liệt. Ngài xem, ngoài kia con người đang thành tâm bày tỏ sự sùng kính đối với thần giới chúng ta. Vị thần mà loài người đang cung phụng là thần Thái Dương. Cứ có được thần Thái Dương là có tất cả. Thái Dương thần thống lĩnh thần giới chúng ta. Loài người thờ cúng thần Thái Dương, không phải cũng chính là thờ cúng cả thần giới chúng ta sao? Hỏa thần đại ca, con người không chỉ nhớ đến viêm đế thôi đâu. Phong thần muội muội, trước sau muội vẫn không quên bảo vệ cho viêm đế. Sư huynh phục ma, chúng ta đi thôi. Đi thôi, ở đây có gì vui chứ? Yêu ma đã bị tiêu diệt, thần miếu đã được lập. Các vị, hẹn ngày tái ngộ. Đừng vội, còn có địa ma thú và địa tà ma vẫn chưa bị tiêu diệt. Đó là việc của Thái Dương Thần, Họa Thần và Khoa Phụ Huynh, không liên quan gì đến Long Vương ta cả. Ta cũng phải đi chợp mắt một lúc đã. Họa Thần ta cũng phải đi rồi. Dưới trần gian coi như đã được khôi phục lại sự yên bình vốn có của nó. Đúng vậy, chỉ cần Khoa Phụ và Chiến Thần đuổi kịp địa ma thú, tiêu diệt hắn, thiên duy môn được đóng lại, trần gian sẽ lại giống như dòng suối nhỏ, mãi mãi bình lặng và yên vui. Người và thần cùng với những sinh linh trên mặt đất có thể an phận vui sống. Đứa bé này là tiểu tinh vệ, con gái ta. Mẹ của nó là một người con gái phàm trần, thuộc một quốc gia trên mặt đất. Khi ta truy sát địa ma thú, đã cứu được từ tay một ác ma. Cứu tôi với! Cứu tôi với! Thần linh,
Vậy mẹ của tinh vệ hiện giờ ở đâu? Đã vĩnh viễn rời bỏ ta rồi. Con người không bao giờ thoát khỏi sự đau khổ của sinh lão bệnh tử. Đúng vậy. Dù ta có là thần linh, cũng không thể giải thoát con người khỏi cái vòng luân hồi đó. Người và thần mãi mãi không thể hòa với nhau được. Thế nào là người? Thế nào là thần? Thần và người có lúc là một, có lúc lại không phải. Tiểu tinh vệ, ta là điểu thần. Khi em lớn lên cũng sẽ là thần. Vậy tại sao mẹ em cũng lớn rồi lại không phải là thần? Điều thần, chị nói cho em biết đi. Ta không có nhiều thời gian chăm sóc nó. Nó luôn chỉ ở bên mẹ. Một tiểu thần đáng yêu. Ngẫm ra, nó với muội rất có duyên với nhau. Tinh vệ còn nhỏ vậy, đi theo huynh cũng không phải là cách tốt. Hãy để muội đưa tinh vệ về giao trì chăm sóc. Muội sẽ chăm sóc yêu thương tinh vệ như con đẻ. Ta cũng vừa có ý đó. Ta muốn nhờ muội chăm sóc cho nó. Hiện ta đang trong trận quyết chiến cuối cùng với địa ma thú. Lúc này ta chưa nghĩ ra cách gì cho tinh vệ. Mình không cần phải khách sáo như vậy. Muội cũng đang mong có người cùng về giao trì. Khi nào tiêu diệt xong địa ma thú, huynh sẽ đến đón tinh vệ. Được một vương mẫu như muội chăm sóc cho tinh vệ thì ta thật yên tâm. Ta nợ mẹ nó quá nhiều. Chỉ mong nó có thể là một tiểu thần tiên luôn vui vẻ. Nó nhất định sẽ là một tiểu thần tiên hạnh phúc trong thần giới này. Khi nào trấn áp được địa ma, nhất định ta sẽ quay về giao trì. Trong đứa bé này có dòng máu của con người, lại được thừa hưởng linh lực của Thái Dương. Ta sẽ chuyển hết linh lực của ta cho nó, để nó có thể mang lại hạnh phúc về cho đồng loại của người mẹ, loài người. Chị nói cho em biết đi, đừng bay nữa. Nói cho em biết. Địa ma thú hiện đã giấu mình trong lửa độc ở viêm cốc. Chúng ta hãy đợi viêm đế và phục ma thần quay lại rồi tính. Trừ ma diệt ác không thể chậm trễ. Hòa phụ, chỉ bằng hãy dùng linh lực hỗn độn của huynh dò xem địa ma thú ẩn mình ở đâu, để xuống dò xét trước. Không được, lửa độc của viêm cốc tràn ngập khắp nơi, sẽ làm tiêu hao rất nhiều linh lực của đệ. Ít nhất cũng hãy đợi hỏa thần đến hãng hay. Thần chú diệt hỏa của huynh ấy sẽ giúp cho đệ nhiều đấy. Huynh yên tâm, đệ vốn không sợ bất cứ loại lửa độc nào. Huống hồ trong người đệ có thánh linh thạch, dù là lửa độc cũng không thể làm hại đệ. Đệ xuống trước. Vẫn cái tính nóng như lửa đó. Các người có theo ta 3.000 năm cũng không làm gì được ta đâu. Hoa phụ cẩn thận. Hỡi các linh lực hỗn độn trong cây trượng của ta, xuất kích diệt tà. Hôm nay ta sẽ khiến cho những thần linh các ngươi phải tan xương nát thịt ở viêm cốc này. Địa ma thú, xem ngươi chạy đi đâu. Viêm cốc này sẽ là mồ chôn của ngươi. Vâng mẫu. Thanh điểu, có việc gì không? Phục ma thần Nghi Hòa đã đến. Người hãy chăm sóc tiểu tinh vệ. Ta đi, rồi sẽ quay lại ngay. Xin vương mẫu yên tâm, tiểu tinh vệ rất thích chơi với thần. Vương mẫu. Tiểu tinh vệ. Vương mẫu. Tiểu tinh vệ, ta nói cho con nghe, mấy ngày này vương mẫu phải đi xa, con ở đây chơi với chị Thanh Điểu nhé. Xin vương mẫu hãy yên tâm. Tinh vệ. Tinh vệ, chậm một chút nào. Chị đến đây đi.
Đợi chị, tinh vệ. Đuổi theo em đi. Em đừng chạy nữa. Bắt em đi. Tinh vệ, đừng chạy nữa. Chị lại đây. Phục ma đại ca. Phong thần muội muội, muội thật là vui vẻ. Phong cảnh ở Giao Trì đẹp thế này, ta chỉ muốn đến mà không muốn đi. Nhiều y phong của Phục Ma huynh, không yêu ma nào dám đến Bất Châu Tiên Sơn quấy nhiễu, cho nên Giao Trì của muội mới có thể tươi đẹp khác thường thế này. Phong thần muội thật khéo nói. Muội là một trong bốn vị đại thần, trong tay có Bạch Hổ lệnh bài chấn giữ nơi đây, còn có yêu ma nào dám đến quấy nhiễu nữa. Đà tạ Phục Ma huynh quá khen. Phục Ma huynh đích thân đến đây, phải chăng Viêm Đế có gì dặn dò? Viêm Đế, lại là Viêm Đế. Tại sao mỗi khi ta gần muội, muội chỉ nhắc đến Viêm Đế? Lẽ nào trong lòng muội chỉ có Viêm Đế sao? Viêm Đế có gửi tiểu tinh vệ cho muội chăm sóc để đi truy đuổi địa ma thú, lại đã nhiều ngày chưa đến thăm con gái. Muội lo tiểu tinh vệ nhớ cha. Tiểu tinh vệ ư? Có phải chính là đứa con gái của Viêm Đế ở nhân gian không? Đúng vậy, một đứa trẻ vô cùng đáng yêu. À không, một tiểu thần tiên. Đường đường là Thái Dương Thần, đứng đầu thần giới, lại đi thích một người con gái phàm trần. Viêm Đế đã vi phạm vào đạo lý của thần giới chúng ta. Phục Ma huynh, sao huynh lỡ nói Viêm Đế như vậy? Phong thần muội, muội xuống trần gian hơn 1000 năm rồi, muội hy sinh cho ông ta bao nhiêu, vì ông ta thế nào, ông ta có biết không? Lẽ nào muội còn chưa hiểu? Người thực sự quan tâm đến muội là Phục Ma thần ta, chứ không phải là Thái Dương Thần. Nhưng giữa trời đất này, thần, người, ma, tam giới, có người con gái nào có thể sánh với muội? Thế mà Viêm Đế lại phải lòng một người con gái bình thường nơi phàm trần. Phục Ma huynh, xin huynh đừng nói nữa. Ta nghĩ mãi không ra, Phục Ma thần ta có điểm nào không bằng Viêm Đế? Phục Ma huynh, lòng tiểu muội đã quyết rồi. Lẽ nào vì ông ta là Thái Dương Thần, là người đứng đầu của thần giới? Không, không phải vậy. Phục Ma huynh, xin đừng nghĩ thế. Dù muội có phủ nhận, thì ánh mắt muội, giọng nói của muội rõ ràng bảo với ta rằng, vì ta không phải là thần Thái Dương, ta không xứng đáng được muội coi trọng sao? Tại sao? Tại sao ông ta lại là thần Thái Dương mà không phải là ta? Lẽ nào thần Thái Dương chỉ có thể là Viêm Đế? Phong thần muội, thực ra pháp lực của các thần linh trong thần giới chúng ta đều không đủ mạnh. Không có pháp thuật phong ấn của Phục Ma thần ta, Viêm Đế làm sao có thể diệt trừ hết yêu ma dưới trần gian? Không có bốn vị đại thần như muội, làm sao có thể ngăn chặn được Đại Hồng Thủy, trả lại sự bình an cho nhân gian? Thần tiên chúng ta là những sinh linh được tôn quý nhất trong trời đất. Diệt trừ yêu ma, bảo vệ nhân gian là trách nhiệm của chúng ta. Đúng. Nhưng tất cả mọi công lao tại sao lại trở thành thành tích của một mình Viêm Đế? Ông ta nghiễm nhiên trở thành thống lĩnh của thần giới, là thần Thái Dương, một vị thần không thể thiếu trong quá trình phát triển của vạn vật. Con người sẽ không quên bất cứ một vị thần nào đã xả thân vì họ. Khi nào tiêu diệt xong địa ma thú, chúng ta có thể rời khỏi Giao Trì, trở lại thần giới. Trở về thần giới rồi, không biết còn thường xuyên được gặp muội hay không. Trở về thần giới thì chúng ta sẽ càng có nhiều cơ hội tái ngộ. Chúng ta vất vả thế này cũng là vì nhân gian. Ta thật không hiểu tại sao lại phải đóng cửa Thiên Duy Môn. Thần, người, ma, sinh linh của tam giới không thể đi cùng một cửa. Nếu không, giữa trời đất làm sao có được sự an lành? Ta chỉ nói vậy thôi. Phong thần muội hà tất phải cho là thật? Đúng rồi, ta có ý đến đây để cáo từ phong thần muội.
Hòa Phụng đã tìm ra nơi địa ma thú ẩn mình. Thần Thái Dương vừa phát ra nhật quang thần lệnh, ta lập tức phải đến Trần Gian để quyết đấu một trận với địa ma thú. Huynh hãy nhắc Viêm Đế bảo trọng. Phong Thần Muội vẫn chỉ nhớ đến Viêm Đế. Được, ta sẽ nhắc Viêm Đế bảo trọng. Ai bảo ông ta là Thần Thái Dương, thống lĩnh của thần giới cơ? Xin cáo từ. Phục Ma Thần, sao giờ này mới đến? Hòa Phụng và Chiến Thần đã giam địa ma thú ở Viêm Cốc mấy ngày nay rồi, lần này nhất định không thể để hắn chạy thoát. Có Thần Thái Dương ở đây, yêu ma nào chạy nổi? Tiêu diệt yêu ma phải do tất cả thần linh hợp lực lại mới được. Chiến Thần Hình Thiên đã bị tiêu hao nhiều linh lực, bây giờ chúng ta phải lập tức đến hỗ trợ. Linh lực của Thần Thái Dương đã đánh trúng địa ma thú. Địa ma thú, ngươi phải đền tội. Linh hồn của địa ma thú còn ở trên đó, không thể để nó chạy thoát. Đuổi theo. Chủ nhân, tiểu chủ nhân đã chào đời rồi. Mau đi xem sao, địa ma thú lần này phải đền tội. Ta không thể rời đi lúc này. Địa ma thú đã phân thân xác và hồn, chạy thoát ra rồi. Phục Ma Thần, mau truy cản linh hồn của địa ma thú. Viêm Đế yên tâm, địa ma thú giờ chỉ còn là hồn phách, có thể chạy đi đâu chứ? Cuộc chiến diệt tà hàng nghìn năm, thành bại là ở lúc này. Phục Ma Thần, người nhất định không được để địa ma thú, kẻ cầm đầu ma giới, có cơ hội hồn xác tái nhập. Ta sẽ cho tất cả lũ yêu ma các ngươi, bất kể lớn bé, đều phải chịu chết dưới phục ma tản của ta. Nhất định phải chết. Viêm Đế, còn địa ma thú đâu? Thần thể của địa ma thú đã tan thành mây khói. Chỉ có điều, linh hồn của hắn đã thoát khỏi Viêm Cốc. Phục Ma Thần đuổi theo rồi. Hòa Phụ, ngươi hãy mau đi giúp Phục Ma Thần một tay. Chiến Thần Hình Thiên, ngươi và lão quỷ hãy trở về trước, xem đứa con vừa sinh thế nào. Không, thần là Chiến Thần. Thần không thể để hồn phách của địa ma thú lưu lạc nơi nhân gian. Cũng được. Vậy các ngươi đều không cần đi nữa. Địa ma thú đã không còn sức phản kháng nữa rồi. Phục Ma Thần đã nhốt hắn vào trong động vô tích. Đợi Thiên Duy Môn được đóng lại, lũ yêu ma này sẽ mãi mãi phải sống trong tăm tối. Linh hồn của địa ma thú đã có thể thoát khỏi lửa độc vạn năm của Viêm Cốc. Chỉ sợ phong ấn của Phục Ma Thần không thể đối phó được với hắn. Viên ngọc nơi u minh của địa ma thú đã bị ta cướp rồi. Dù hắn có hung hăng đến đâu, nhưng không có cái này để hấp thụ ma lực nơi ma giới, hắn cũng không thể phát huy được hết sức mạnh. Viêm Đế, thời gian này vì tiêu diệt yêu ma, ngài đã phải tiêu hao nhiều thần lực, chi bằng ngài hãy về Bất Châu Tiên Sơn nghỉ trước. Trong thập đại yêu ma, còn lượng ma thú vẫn chưa tìm thấy. Chúng ta phải tiêu diệt hết tất cả bọn chúng. Bọn yêu ma, yêu ma. Linh lực hỗn độn của thần đã cảm nhận được dấu vết của lượng ma thú. Chỉ bằng chúng ta hãy tiêu diệt hắn trước. Không, hai người hãy đi tiêu diệt lượng ma thú trước. Hãy để lửa độc của Viêm Cốc hủy diệt viên ngọc này. Hủy diệt nó rồi, ma giới sẽ vĩnh viễn không bao giờ hấp thụ được sức mạnh của bóng đêm. Ngọc Lam Linh chỉ có tác dụng khi kết hợp với địa ma thú. Hiện nay địa ma thú đã bị tiêu diệt, chúng ta hãy giữ nó lại. Làm thế sao được? Ngọc Lam Linh là thứ cung cấp ma lực cho ma giới, không thể nương tay với nó. Viêm Đế, ngài hãy mau hủy diệt Ngọc Lam Linh.
Ngọc Lam Linh đã hấp thụ được dục vọng yêu thuật. Gần đây Viêm Đế phải hạ giới trừ tà, tiêu hao sinh lực. Ta e ông ấy đã không chống đỡ nổi sự mê hoặc của Ngọc Lam Linh nữa rồi. Không, chúng ta không thể hủy diệt nó lúc này. Ta phải giữ nó lại. Giữ nó lại. Viêm Đế, ngài sao thế? Không thể giữ viên ngọc này lại được. Hình Thiên, ngươi dám không nghe lệnh của Thần Thái Dương ta sao? Thất bại trong việc tiêu diệt bọn yêu ma, hai người đã giết hại Diêm Đế. Ta đã có được lệnh bài của Thần Thái Dương. Khi Nhật Quang Thần Kính hấp thụ đủ linh lực của Thần Thái Dương, ta sẽ dùng nó hủy diệt các ngươi. Hình Thiên, mau chạy đi. Nhi Hỏa đã đánh cắp được linh lực của Thần Thái Dương. Chúng ta đánh không lại hắn đâu, mau đi thôi. Chủ nhân, Nhi Hỏa đã đánh cắp Thái Dương Thần Kính. Người không thắng được hắn đâu, mau chạy đi. Tiểu chủ nhân vừa mới chào đời đang đợi người đấy. Lão quỷ, người hãy đi trước cùng tiểu chủ nhân và khoa phụ. Đi về phía bắc, đó là nơi mà linh lực của Thái Dương Thần phát huy tác dụng kém nhất. Chủ nhân, người cũng mau đi đi. Ta là chiến thần của thần giới, chỉ có thể chết trận mà không thể rút lui. Nhớ đưa tiểu chủ nhân cùng tinh thần khoa phụ chạy về phía bắc. Đi đi, đi mau đi. Vương mẫu, tại sao cha con vẫn chưa đến thăm con? Viêm Đế phải đi trừ hại cho con người. Cha con đang đánh đuổi thủ lĩnh của ma giới, địa ma thú. Con cũng phải đi đánh đuổi con ma lớn. Chị Thanh Điểu đã dạy con nhiều thần chú. Còn ma lớn đã bị giam ở viêm cốc rồi. Thái Dương Thần không lâu nữa sẽ trở về. Lúc đó, ngài sẽ dạy tiểu tinh vệ rất nhiều thần chú. Vâng mẫu xem, con biết thần chú để chế ngự gió rồi. Con có thể bay. Giữa Hình Thiên và Nghi Hòa đã diễn ra một trận chiến kinh thiên động địa. Cuộc đại chiến này kéo dài 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, nhờ có Thái Dương lệnh trong tay, Nghi Hòa đã giết được Hình Thiên. Cuộc đại chiến giữa Nghi Hòa và Hình Thiên được lưu truyền trong nhân gian như một thần thoại anh hùng.
Trong tập thần thoại cổ đại của Trung Quốc, Sơn Hải Kinh, Hải Ngoại Tây Kinh có ghi chép lại. Lão quỷ, mau đưa tiểu chủ nhân cùng khoa phụ chạy đi. Linh lực của chiến thần ta đã hòa vào thánh linh thạch. Ngươi phải bảo vệ tiểu chủ nhân, báo thù cho ta. Tình Thiên, Tình Thiên, thật là Long Vương, ngài đừng đi đi lại lại như vậy nữa, để mọi người được yên tĩnh một chút. Đánh lâu như vậy mà còn chưa quay về. Các vị thần tiên, thiết nghĩ các vị đã biết bất hạnh của thần giới chúng ta. Vậy Viêm Đế hiện chiến thần Hình Thiên và tinh thần khoa phụ lợi dụng lúc ta và Viêm Đế đang quyết chiến với địa ma thú, đã đánh trọng thương Viêm Đế, giam trong lửa độc của Viêm Cốc. Hình Thiên, người dám không nghe lệnh của thần Thái Dương ta sao? Sao lại có thể là Hình Thiên và khoa phụ? Ta vẫn cho rằng Viêm Đế bị ma lực của địa ma thú làm hại. Địa ma thú làm sao hại nổi ta và Viêm Đế? Chính là Hình Thiên và khoa phụ. Bọn họ thấy sứ mệnh của thần giới ta với trần gian sắp hoàn thành, Thiên Duy Môn sẽ bị đóng, đột nhiên ra tay hạ thủ. Nhân gian thì có gì tốt chứ? Long Vương ta đã muốn quay về thần giới ngủ một giấc nghìn năm từ lâu rồi. Chiến thần Hình Thiên tự nguyện muốn ở lại trần gian làm người thống trị của tam giới. Lửa độc của Viêm Cốc, nhưng ngọn lửa lành gây ra do phá vỡ bức tường thông giữa thiên địa mà đến thần tiên chúng ta còn không có cách trị. Phong thần muội, muội yên tâm, Viêm Đế tạm thời được bình an. Ta đã kịp thời dùng thuật pháp phong ấn để Viêm Đế dưới chấn ma thanh do phục ma tản của ta tạo ra, có thể bảo vệ linh lực cho Viêm Đế, giúp Viêm Đế không bị lửa độc hại chết. Nhưng ta chỉ là phục ma thần, chỉ có pháp lực của phong ấn, ta không thể cứu Viêm Đế khỏi ma thuật. Thế còn Hình Thiên và khoa phụ, họ đã phản bội thần giới, chúng ta khó mà tránh khỏi rắc rối. Dù ta không cứu được Viêm Đế, nhưng ta đã không tha cho Hình Thiên. Ta và hắn đã giao chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng tên yêu ma đó đã phải chịu tội. Đáng tiếc lúc đó ta đã kiệt sức, lực bất tòng tâm, để khoa phụ chạy thoát. Khoa phụ có thể hấp thụ linh lực hỗn độn ở Minh Hải, hắn nhất định đã chạy về Minh Hải ở phía Bắc. Mà chức trách của ta là chấn giữ phương Bắc. Bây giờ ta sẽ lập tức đi bắt hắn về chịu tội. Được được, ta cùng đi. Thủy thần, chúng ta hãy nghĩ cách cứu Viêm Đế ra trước đã. Chỉ cần Viêm Đế được cứu, yêu ma nào cũng sẽ không chạy thoát. Ta đã sớm nhìn ra, Hình Thiên mưu ma trước quỷ, nay hắn trở thành yêu ma dưới trần gian, thật là đáng kiếp. Từ nay về sau, thần giới chúng ta sẽ không còn chiến tranh nữa. Hỏa thần, làm sao chúng ta có thể cứu được Viêm Đế? Đúng, đúng rồi, phòng thần muội nói rất đúng. Chúng ta nên nghĩ cách cứu Viêm Đế trước. Muốn cứu Viêm Đế chỉ có một cách. Phục ma thần huynh, hãy nói cho các thần linh cùng nghe. Phục ma đại ca, huynh có cách gì xin nói mau.
nhật quang thần kính của Viêm Đế. Khi Viêm Đế lâm nạn có nói, ngài phải chịu kiếp nạn 1000 năm, bảo ta dùng nhật quang thần kính hấp thụ linh lực của Thái Dương để tu luyện 10 đôi long điểu. Mà nhật quang thần kính đang cai quản thành 10 đôi kim ô. Đợi tu luyện thành công, dùng sức mạnh của kim ô đóng thiên duy môn lại, khống chế lửa độc. Đến lúc đó, Viêm Đế tự khắc sẽ được cứu. Như vậy chúng ta phải ở lại trần gian đợi thêm 1000 năm nữa sao? 1000 năm đối với thần linh chúng ta chỉ là một cái chớp mắt. Chúng ta nhất định phải giải cứu Viêm Đế. 1000 năm, 1000 năm nếu không có thần Thái Dương thì trần gian sẽ lại xuất hiện rất nhiều yêu ma. Lời của thủy thần rất phải. Đây là một kiếp nạn, dù là thần giới hay trần gian cũng sẽ không thoát được. Tìm một vị thần linh tạm thời giữ vị trí của Thái Dương Thần, chúng ta hưởng sự cung phụng của trần gian, không thể không hóa giải kiếp nạn này cho loài người. Thái Dương chi thần tại ngã chi thượng, ta là thần kính, thần kính là ta. Bí mật của nhật quang thần kính Viêm Đế đã truyền cho ta. Ta sẽ dùng nó để hấp thụ linh lực của Thiên Duy, tu luyện kim ô, giải cứu Viêm Đế. Trong 1000 năm này, ta sẽ đảm nhiệm vai trò của thần Thái Dương. Không tồi, phục ma thần có thể giải cứu Viêm Đế thì xin hãy làm thần Thái Dương mới của thần giới. Đúng vậy, đúng vậy. Linh lực của phục ma thần là nhất ở thần giới. Chỉ có ngài mới có thể đảm nhiệm trọng trách của thần Thái Dương. Nhật quang thần kính có thể tập hợp linh lực của Thái Dương. Phục ma thần đã có được sự ủy thác của Viêm Đế, đã điều khiển được nhật quang thần kính. Vậy thì ngài hãy tạm thay vị trí của thần Thái Dương đi. Thủy thần nói rất phải. Kiếp nạn này vô cùng to lớn, là kiếp nạn lớn nhất mà thần giới chúng ta phải đối mặt. Hy vọng các vị thần linh đồng tâm hiệp lực cùng đối phó với kiếp nạn này. Nhật quang thần kính ở đây, vậy còn chiến thần hình thiên? À không, thánh linh thạch của yêu ma hình thiên ở đâu? Đúng vậy, không thể để thánh linh thạch rơi vào tay bọn yêu ma ở trần gian được. Hình thiên, tinh thần khoa phụ, lão quỷ, bảo đồ tiểu chủ nhân của ngươi chạy đi. Hãy ngồi lên công bằng mà đi đến Bắc Huyền Linh Hải ở phương Bắc để ta đối phó với Nghi Hòa. Không, hãy để tôi chặn hắn. Ngài hãy mau đưa tiểu chủ nhân chạy đi. Không thể để Nghi Hòa làm hại đến cốt nhục duy nhất mà chủ nhân tôi để lại. Lão quỷ, ngươi phải nhớ, 1000 năm sau chiến thần mới có được thánh linh thạch trong tay sẽ xuất hiện. Ngươi nhất định phải ở Quỷ Lâm để nghênh đón tiểu chủ nhân của ngươi. Hình thiên trong lúc lâm chung đã tập trung toàn bộ linh lực của chiến thần trong thánh linh thạch, hóa thành linh quang nhập vào thân thể của đứa con vừa chào đời dưới trần gian. Thánh linh thạch không phải đã rơi vào tay yêu ma khoa phụ chứ? Ta thật không ngờ hình thiên còn để lại trần gian một tiểu yêu ma. Lúc hồn phách hình thiên tiêu tan cũng là lúc ta bị trọng thương, không còn sức. Hắn đã vận dụng đến linh lực cuối cùng để đưa thánh linh thạch vào trong cơ thể của tiểu yêu ma đó. Khoa phụ đã mang nó đi. Hình thiên cũng có một đứa bé ở trần gian. Đứa bé gì chứ? Một tiểu yêu ma thì đúng hơn. Chỉ vì những thần linh tự ý giáng trần, yêu thích các cô gái nơi phàm trần, mới đem đến kiếp nạn này cho chúng ta. Chúng ta phải nghĩ cách thu hồi lại thánh linh thạch. Nếu không, tiểu yêu ma đó lớn lên sẽ còn mang đến một kiếp nạn lớn hơn cho thần giới chúng ta. Trước khi giải cứu Viêm Đế, chúng ta hãy nghĩ cách ngăn chặn tiểu yêu ma này. Hỏa thần sáng suốt, những lời ngài nói vừa đúng ý ta. Phục ma thần đảm nhiệm thiên mệnh, là người đứng đầu trong thần giới. Từ nay về sau, xin được tôn phục ma thần là thiên đế để trấn lại tam giới, làm hiệu lệnh cho các thần linh trong thần giới. Thiên đế, thiên 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 đế, vui quá. Chúng ta hãy để phục ma thần huynh làm thiên đế có được không?